Tâm sự chuyện đi làm xa và làm gần. Chào các bạn, nếu được hỏi rằng bạn thích đi làm xa hay làm gần, thì 10 người được hỏi chắc hẳn sẽ có đến 8, 9 bạn trả lời là thích làm gần, đúng không? Rõ ràng một công việc ở gần nhà có rất nhiều thuận lợi, vì gần nhà sẽ thoải mái hơn. Cuối ngày làm việc có thể trở về nhà với những điều thân thuộc với mình, bên những người thân trong gia đình. Cuối tuần có thể đi chơi, gặp gỡ bạn bè, vân vân. Ngoài ra, chi phí ăn ở cũng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nơi chúng ta sinh sống có rất ít việc làm, hoặc có việc nhưng lương thấp, ví dụ một số tỉnh miền núi phía Bắc hoặc miền Trung có khá ít khu công nghiệp, trong khi dân số lại đông, nhu cầu tìm việc luôn lớn hơn rất nhiều so với lượng việc làm, thì chúng ta sẽ buộc phải tìm một công việc ở xa nhà. Đi làm xa thì biết bao thứ phải lo, chi phí ăn ở sinh hoạt cao hơn ở nhà rất nhiều, bạn bè người thân không có hoặc rất ít, đường xá xa xôi, không thể về nhà thường xuyên. Chúng ta đến một nơi hoàn toàn xa lạ và phải bắt đầu làm quen với mọi thứ. Cuộc sống hàng ngày bây giờ là từ nhà trọ đến công ty làm việc, rồi lại từ công ty về nhà trọ. Trên đường về thì qua chợ mua ít thịt, ít rau về tự nấu ăn. Thời gian đầu chắc chắn sẽ cô đơn và nhớ nhà, đặc biệt với các bạn nữ khó khăn hơn các bạn nam rất nhiều, nhưng hãy cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Dần dần chúng ta sẽ quen với cuộc sống mới, bắt đầu có những người bạn mới, và cảm giác lo lắng, xa lạ ban đầu cũng sẽ dần mất đi. Cuộc sống của bạn cũng sẽ dần có nhiều màu sắc hơn. Bạn hãy thử khám phá khu vực gần chỗ bạn trọ hay xung quanh công ty có những gì thú vị, có quán ăn nào ngon hay chỗ mua sắm nào thú vị không. Thử đi gặp gỡ những người bạn hay đồng nghiệp mới. Rất có thể bạn sẽ có thêm một người bạn thân hoặc một nhóm bạn thân khi đi làm xa nhà đấy. Nếu nhớ nhà, hãy thường xuyên gọi điện về nhà, nói chuyện với mọi người trong gia đình để luôn giữ sự kết nối. Điều này càng quan trọng hơn với những bạn đã lập gia đình. Hãy gọi điện về cho vợ con, chồng con của mình hàng ngày để tình cảm gia đình luôn được sưởi ấm và cũng để nửa kia yên tâm hơn khi mình đi làm xa. Đặc biệt, hãy biết tiết kiệm. Mỗi khi nhận lương hãy để ra ngay một khoản để tiết kiệm hoặc gửi về nhà và chi tiêu chỗ còn lại. Đó là cách duy nhất bạn có thể giữ được tiền. Nếu bạn nghĩ rằng chi tiêu trước rồi còn bao nhiêu mới tiết kiệm thì chắc chắn bạn sẽ tiêu hết số lương của mình lúc nào không biết, dù có cố gắng chi tiêu hạn chế đến thế nào. Với các bạn lần đầu xa nhà, việc đi làm xa sẽ rèn luyện cho các bạn tính độc lập, học cách tự lo cho cuộc sống của mình. Đức tính này rất cần thiết, đặc biệt với các bạn nam. Một người đàn ông mà không lo được cho bản thân thì chỉ làm gánh nặng cho người khác, nên đây sẽ là cơ hội rất tốt để rèn luyện đức tính này. Thứ hai, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều mới khi bước ra khỏi vùng thoải mái của mình, giúp bản thân trưởng thành hơn, biết được nhiều điều bên ngoài hơn. Trên đây là những tâm sự của việc làm sao phương Bắc về chuyện đi làm xa, với mong muốn chia sẻ và đồng cảm với những bạn đang phải đi làm xa nhà, hoặc những bạn chuẩn bị đi làm xa nhà. Chúc tất cả chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu để thích nghi thật tốt với công việc và cuộc sống mới, để bắt đầu có những tích lũy cho tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này.